Quark là ở trong căn nhà này rồi, nhưng mà chưa biết chính xác vị trí của anh ta đâu. Đang tiếp tục bắn ra để xem mà Black Quark có động thái gì không. Một cái của người này đau đầu quá nhỉ. Trời ơi, ông mày lựa chọn cái góc nấp nó gọi là hoàn hảo. Đối với Black Quark bây giờ thì ta chỉ cần bắn được một bạn nào hai bạn đấy thôi, không cần cố gắng quá top 1 làm gì cả. Top 2 với 5 điểm cũng đã confirm gần như cái chức vô địch dành cho Mix Off rồi. Không, nhưng mà người ta vẫn thích top 1 kết thúc một ngày thi đấu hoàn hảo. À thì nhưng mà hơi đen thì bây giờ biết sao đúng không? Bắn hay cả trận rồi, đến lúc top 1 thì bắn hơi lởm chút. Mà vẫn đang đi lùng đối phương đến từ các thành viên team Africa TV. Tranh thủ làm mấy ngụm bia ngụm nước ở đây đã. Đùa chứ mấy hôm nay vẫn không phát hiện ra cái góc này nhỉ? Một góc khá hay được tận dụng bởi Black Wolf. Tường bắn nhà để cho Black Wolf áp lực lên hồi chui mà chạy ra, nhưng mà không chơi thôi, chắc chắn Black Wolf anh ta sẽ chỉ được trong này rồi. Liên tục bắn, liên tục xả súng, Black Wolf anh ta không thèm care luôn. Tráng hơn là 3-1 và lại vào hạ gục Black Wolf. Đổi góc một chút đến từ Black Wolf. Nào. Ôi trời, ông này lấy chảo đập vào tường luôn mà không phát hiện ra đối phương chắc cháu Black Wolf. Anh ta nổ súng rồi. Black Wolf chưa có được một mạng nào cả. Black Wolf knock được một người và Black Wolf đổi góc vâng lại vào nhà vệ sinh. Rồi. Nhấp nhả nhấp nhả. Tranh thủ uống hộp nước nhỉ. Còn Black Wolf không có nước mà uống nữa rồi. Đối phương đang cứu nhau, Black Wolf chui ra rất nhẹ nhàng cực. Rồi Black Wolf có thêm một vài headshot nữa. Vâng, tên sao của chiếm bao là vậy. Những bước chân đen tối. Black Wolf đang thi đấu rất tuyệt vời. Black Wolf phải là người thi đấu tốt hơn. Và Mix Off họ có cho mình được top 1 với 11 kill. Một cái pha 1 cân 3 có thể nói là cực kỳ cân nào. Và Mix Off có luôn chức vô địch ngày hôm nay rồi. Chắc quá xứng đáng, không cần quá xứng đáng nữa. Quá xứng đáng, thực sự là quá xứng đáng dành cho Black Off. Họ có 11 kill và tổng số điểm Mix Off và họ có 11 kill, tổng số điểm của họ sau round cuối cùng ngoài thì hôm nay đấy là 21 điểm, một số điểm mà tôi nghĩ rằng vời vợi so với tất